Xe đẹp đấy. Này, anh kia. Thôi anh gọi tôi đấy à? Ở đây ngoài tôi với anh ra còn ai nữa? Nhưng tên tôi không phải là này, cũng không phải là anh kia. À, quên mất. Anh Leo nhỉ? Rùa nhận mình là rùa đi, bởi đặt sư tử mới leo. Ông em này, muốn người khác tôn trọng mình thì bản thân phải biết tôn trọng đối phương đã, hiểu không? Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng nhận được sự tôn trọng của tôi. Tôi thì không có nhu cầu nhận sự tôn trọng một kẻ thất bại như cậu. Lại còn không biết vấn đề thất bại của bản thân, đổ lỗi cho người khác nữa. Tôi biết ông là một đầu bếp quốc tế và cũng đang tuyển thợ bánh nữa. Ông có thể cho tôi hỏi tiêu chí chọn thợ bánh của ông là gì không? Phải có tài năng và phải có tình yêu về bánh. Theo như quan điểm của tôi, người ông vừa chọn, tôi thấy bánh của họ không đẹp bằng, cũng không đặc biệt bằng tôi nữa. Họ làm bánh xấu hơn cô, nhưng tôi lại thích cái cảm xúc mà họ mang lại cho tôi nhiều hơn. Tôi không hiểu. Người làm bánh ngon có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có tình yêu nông nghiệp với nó. Cô gái, cô không yêu bánh. And I don't like it. Hồ sơ nhân viên mới mà ông David đề cử đây này, coi qua đi. Mà tôi thấy người ta vẫn nói là một nước không có hai vua, một núi không có hai hổ. Bếp bánh em Ly đang làm vedette, tự nhiên bây giờ ông đẩy thêm một em nữa vào. Không sợ em Ly em dỗi à? Cạnh tranh bằng đúng năng lực thôi. Nếu như không bằng người ta ấy, hờn dỗi chẳng giải quyết được gì. Nhiệt độ cơ thể hôm nay có bình thường không đấy? Mà sao lạnh lùng vậy? Không thương hoa tiếc ngọc tí nào cả.